chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel hỏi dân it mình là eric hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi dữ liệu vào sheet tức là chúng ta sẽ ghi dữ liệu vào file excel online nếu như các bạn muốn tìm thêm các nội dung khác trên channel của mình thì các bạn có thể click vào cái tab playlist này thì à, mỗi nội dung thì mình sẽ tạo một cái playlist thì các bạn có thể tìm thêm các nội dung video thú vị ở đây thì à, mình sẽ demo qua chúng ta ghi dữ liệu vào file excel thì à bên này mình đã mở sẵn một cái file Excel như thế này, mình đã tạo sẵn năm cột như thế này, chúng ta có tiêu đề là mình sẽ ghi vào tên Facebook này, email, số điện thoại, thời gian và tên khách hàng. thì à mục đích của mình làm cái video này là để phục vụ cho cái tutorial là mình đang xây dựng một con chatbot, một con chatbot nhà hàng thì à sau khi ở đây cái tutorial này, thì à sau khi mình lấy được thông tin của khách hàng thì muốn mình muốn là mình sẽ ghi thông tin của khách hàng vào cái file Excel này thì ở đây nhé thì à, ví dụ ở đây mình reload lại cái trang này để cho nó chạy lại cái raw excel thì ngay lập tức bên này thông tin của mình đã được ghi vào file excel thì à, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi được thông tin vào file excel cũng như là ở cuối video mình sẽ để cái đường link để các bạn tải project này thì à, mục đích của mình ở đây là các bạn cần tải project này để các bạn test local xem code của các bạn đã chạy được chưa cũng như là nó đã kết nối được đến cái file worksheet sheet này chưa sau khi chúng ta đã kết nối thành công thì khi các bạn mà sử dụng trong cái video tạo chatbot nhà hàng của mình đấy thì trong cái video đấy chúng ta chỉ cần gọi là b code sang và chúng ta áp dụng thì như vậy nó sẽ không gây ra lỗi gì thì ở đây nhé trong cái nội dung của video này thì mình đang sử dụng node.js cũng như là mình sử dụng cái Google Sheet API. Nếu như bạn nào chưa biết về Google Sheet này thì các bạn có thể gõ như thế này. Các bạn sẽ gõ từ khóa là Google Sheet API, tức là chúng ta sẽ đọc tài liệu của cái thằng Google ấy thì các bạn có thể thấy cái trang đầu tiên này, Sheet API. Thì mình không bắt các bạn phải gọi là chúng ta thực hiện hết các API trên này mà chúng ta trên này là chúng ta sẽ click vào cái mục guides để chúng ta tìm hiểu các khái niệm của thằng Google Sheet. Khi chúng ta đã hiểu được các khái niệm của nó rồi thì chúng ta áp dụng nó thì dễ. Ở đây có một vài khái niệm các bạn cần phải biết, ví dụ như là nó trên Google Sheet ấy nó có một cái là Spreadsheet ID. Nó là cái gì? Nó chính là cái đường link trên cái đây này, các bạn thấy phần bôi đỏ này không? Nó tương tự bên sang bên này, chính là một cái dãy chữ dài dài này này, nó được cái dãy chữ mình đang bôi đậm đấy, nó được ngăn cách bởi hai cái dấu gạch chéo thì đấy gọi là Spreadsheet ID. Ngoài ra thì nó còn có Sheet ID các thứ đây này. Ở dưới một vài khái niệm chính là cái dòng đó thì nó gọi là Sheet ID như vậy thì các bạn dễ hình dung được là chúng ta cần những tham số này và những tham số này lấy ở đâu lấy chính từ cái url của cái file google sheet của các bạn thì ở đây nhé mình dùng thêm một cái package nữa của thằng node.js đó chính là package google google spreadsheet thì à, lý do tại sao mình lại dùng cái package này mà mình không mình không dùng qua cái thằng uh, google api bởi vì là khi chúng ta dùng qua google api ấy, bắt buộc chúng ta phải gọi là chúng ta cần phải xác thực người dùng hay nói một cái khác là chúng ta cần phải có một cái token ở đây thì mình sẽ minh họa cho các bạn hiểu rõ này ví dụ như mà hôm trước mình có làm một cái video đó chính là mình dùng Postman để mình ghi dữ liệu vào cái thằng file Excel này thì nó có một cái nhược điểm là mình cần một cái thằng asset token giống hệt như các bạn làm với Facebook Messenger chatbot ấy ví dụ mình mở cái file ENV lên thì các bạn có thể hình dung là lúc nào chúng ta cũng cần một cái asset token Tuy nhiên với thằng Google thì nó đặt thêm một cái tham số nữa đó chính là expiry date tức là hết hạn đấy thì cái token đây ví dụ như mình truyền vào một cái tham số như thế này thì bắt buộc mình phải truyền thêm một cái tham số xác thực nữa là cái token này giá dụ ở đây mình gọi cái sen này này thì nó sẽ không hợp lệ nữa bởi vì là đây các bạn có thể thấy là nó sẽ bảo là invalid là không xác thực được người dùng bởi vì cái token mình 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 xin được ở đây nó đã hết hạn rồi cái token này chỉ có tác dụng trong vòng một tiếng thôi đấy là chúng ta làm việc với thằng Google thì các bạn phải biết là nó yêu cầu xác thực thì ở đây thì mình sử dụng backkit này thì nó cung cấp một cách xác thực khác đó chính là chúng ta sẽ sử dụng chúng ta sẽ sử dụng bên này đó chính là chúng ta sẽ tạo một cái thằng service account thì cái việc của tạo một thằng service cao thì sẽ là việc giao tiếp giữa bên các bên thứ ba với nhau, tức là server đối với server, chúng ta không cần phải xác thực nữa, chúng ta chỉ cần xác thực đúng một lần duy nhất thôi. Đó chính là chúng ta phải có một cái key để chúng ta validate chúng ta là ai. Đó chính là tạo một cái thằng create một thằng service cao thì cái việc chúng ta dùng cái package này này, chúng ta sẽ gọi là đơn giản hóa cái việc chúng ta xác thực đối với thằng Google đi. Thì chúng ta chỉ cần dùng cái hàm này, nó sẽ xác thực chúng ta là ai. Thì sau khi chúng ta xác thực được chúng ta ai thì chúng ta có thể tiến hành ghi dữ liệu vào file Excel giống như mình bên này. Các bạn có thể thấy là mình đã ghi được thông tin như thế này rồi. Thì để bắt đầu, trước tiên chúng ta sẽ cần cái code thì các bạn không phải code đâu. Code thì ở cuối video mình sẽ gửi project và nhiệm vụ các bạn chẳng qua là các bạn sẽ thay các thông tin các bạn điền vào này. Ví dụ như các bạn sẽ cần phải thay các thông tin vào đây. Các thông tin ví dụ đây là dữ liệu mình thêm vào Google Sheet này. Ngoài ra các bạn sẽ cần phải thay vào nữa đó chính là cái phần uh, private key của các bạn cũng như là email của các bạn đăng ký. Rồi có một cái nữa đó chính là cái Google Sheet ID của các bạn thì các bạn sẽ cần phải thay vào đây. Thì ở đây thì uh, để cho các tham số các bạn cần thay đổi thì mình sẽ ghi thêm một cái thằng hàng số nữa ở đây. Sheet Sheet, đây là Sheet ID này. Đấy, mình sẽ cần phải thay vào đây. Thì các bạn hình dung là những cái tham số mình mình tạo là constant tức là hàng số ở trên cùng này, này thì các bạn sẽ cần phải thay vào các hàng số của các bạn đây mình sẽ thay như thế này mà mình nhấn enter và mình nhấn ctrl s để chạy thì uh, khi các bạn tải project về các bạn thay các tham số thành công và các bạn sẽ cần phải tải uh, mình sẽ ghi cái file readme ấy, các bước để các bạn chạy cái project này ví dụ mình sẽ ghi vào cái file readme này là bước 1 các bạn phải làm gì bước 2 các bạn phải làm gì thì uh, sau khi các bạn chạy thành công ấy, các bạn chạy lên giống mình đây này, này. Ở đây thì mình sẽ clear cái data của iFishit này đi Và mình sẽ reload lại cái này, cái trang này Thì mỗi một lần reload thì nó sẽ ghi vào file Excel Thì các bạn có thể thấy là thông tin nó không hề thay đổi Thì như vậy thì code của mình vẫn hoạt động bình thường Thì các bạn sẽ thay các thông tin vào đây Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lấy được những thông tin này Đấy, ví dụ như là private key cũng như là client email Thì chúng ta cần những thông tin này để xác thực cái thằng Google tài khoản, tài khoản Google của chúng ta rồi để bắt đầu nhé trước tiên thì các bạn sẽ mở cái mở cái tài khoản google các bạn lên các bạn cần phải đăng nhập vào cái tài khoản đấy ở đây thì mình sẽ mở sang một cái nick mới bởi vì là cái nick mới này mình chưa từng tạo một cái app google nào cả thì các bạn sẽ gõ như mình cho mình như thế này là console developer google thì đối với thằng google ấy thì nó có một cái trang ghi là console developer google com đó chính là cái trang của cái gọi là developer sẽ quản lý tất cả các app trên này thì các bạn login bằng tài khoản google của các bạn sau đấy các bạn nhấn vào google cái trang này luôn thôi thì đây chính là cái trang mà nó chào mừng chúng ta này khi khi đây là lần đầu tiên các bạn vào ấy thì nó có nói luôn này nó có cái chữ create project tức là nó sẽ cần phải tạo cái dự án ở trên này thì giống như thằng facebook ấy đối với thằng facebook thì nó gọi là app còn đối với thằng google thì nó gọi là project nếu như bạn nào đã từng tạo app trên này rồi thì các bạn có click vào cái nút uh, dropdown này thì nó sẽ hiện tên các app của các bạn thế đây thì nó mình sẽ nhấn vào cái nút new project ở đây hoặc là mình sẽ nhấn ở bên ngoài này hai cái này là tương tự nhau thì mình sẽ tạo một cái project này um, đây là cách mình hướng dẫn các bạn nhé bởi vì là mình đang dùng bên cái cái email mà thôi mình dùng cái email này cũng được hai cái email thì tí nữa mình sẽ tạo một cái worksheet để mình ghi data vào đây thì các bạn sẽ tạo cái project name này thì project name thì các bạn tạo một cái gì gì đấy cho dễ nhớ thôi ở mình ở đây thì mình sẽ là hỏi dân IT nhé Hỏi dân IT project name project name Đấy mình sẽ tạo như thế này Để cho mình dễ nhớ Mình và cái location thì các bạn sẽ để nguyên thôi Các bạn không cần phải nhấn gì đâu Để mình nhấn tạo Thì sau khi tạo thì các bạn có thể thấy là nó sẽ quay tròn tròn như thế này này Thì tức là cái thằng Google API ấy Nó đang tạo project của chúng ta Thì thông thường thì nó sẽ phải mất đến vài giây đấy Có khi đến 30 giây ấy Thằng Google thì nó thường là vậy Thì sau khi các bạn tạo thành công ấy thì các bạn có thể thấy là nó ghi là select project này, các bạn nhấn vào đây để chúng ta chọn project hoặc là các bạn nhấn trên cùng đây này, này. Nhấn vào cái cái drop down trên cùng này và chúng ta nhấn vào cái project của chúng ta thôi thì nó cũng tự chọn cái project của chúng ta. Thì cái trang này chính là cái trang dashboard thì các bạn có thể thấy là nó ghi tên này. Đầu tiên là project info này, tên của project của chúng ta này, project ID này, project number này. Thì những cái những cái thông tin này dùng để gọi các API của Google thôi. Ngoài ra có cái mục bên cạnh này thì nó có một cái gọi là thống kê. Ấy. thì khi dùng với thằng Google thì các bạn lưu ý là nếu như chúng ta dùng với mục đích test, mục đích cá nhân thì nó ok. tuy nhiên với khi các bạn dùng với gọi là khi dùng cho công ty ấy thì mục đích là người dùng lớn thì chúng ta phần dùng API nào thì chúng ta phải đọc rõ cái điều khoản của nó cũng như là phần price tức là giá cả. Ấy. thằng Google thì nó không cho cái gì free đâu. chúng ta dùng ít thì nó ok. tuy nhiên chúng ta dùng nhiều thì nó mất tiền đấy. Thì ở đây nhé, sau khi chúng ta đã tạo thành công cái project này cũng như chúng ta đã chọn project này rồi các bạn có thể thấy dấu tích ở đây tức là chúng ta đang chọn cái project này thì các bạn nhấn vào cái thần phần navigation menu này à, thì chúng ta sẽ vào cái phần uh, API và service các bạn click vào đây thôi nó sẽ sang bên này thì uh, enable API và service này thì uh, nó nói là chúng ta không có một cái API nào tức là chúng ta chưa từng sử dụng cái gì ở trên này thì các bạn có thể nhấn vào API library chỗ này hoặc là chúng ta sẽ click vào cái bên cạnh này Chúng ta sẽ vào cái mục library. Ở đây thì các bạn sẽ search cho mình từ sheet thôi thì nó sẽ ra ngay đấy mà. Thì chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ dùng cái API của thằng Google Sheet thì chúng ta nhấn vào đây. Nhấn chọn thằng này. Thì à, mục đích của chúng ta là chúng ta phải enable cái thằng API này cho cái thằng project của chúng ta thì mình sẽ nhấn nút enable thôi. Thì nó chỉ đơn giản là chúng ta enable cái API này để cho thằng Google biết là chúng ta đang sử dụng API này. Thì à, thằng Google ấy nó sẽ kiểm soát chúng ta là thông qua các gọi là cái tài khoản của chúng ta này tài khoản Google và các API chúng ta sử dụng ấy thì uh, sau khi chúng ta enable cái API này xong thì uh, chúng ta đã xong phần ở đây rồi chúng ta sẽ gọi là quay trở lại đây các bạn sẽ nhấn vào đây là API nhé các bạn nhấn vào dashboard cũng được thì nó sẽ ra dashboard cho các bạn nhé các bạn nhấn vào library thì nó sẽ ra các uh, library trên này mình sẽ quay trở lại này ở đây thì chúng ta đã xong là chúng ta đã tạo một cái project cũng như là chúng ta đã enable cái thằng Google uh, Sheet API tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải tạo một cái uh, server cao thì các bạn sẽ chọn cái IM này cái đây là tức là cái phần mà phân quyền đấy các bạn role tức là cái này sẽ gọi là giống như các bạn vừa phân quyền và các bạn sẽ có gọi là uh, chúng ta sẽ gọi là phân quyền và chúng ta sẽ xác thực được ai có quyền gì để thực hiện trên này thì các bạn có thể gõ cái IM này ngày xưa mình cũng đọc cái này thì uh, IAM này nó what đây các bạn thấy có thể nói có thể hiểu được là cái IAM nó là identity management ấy thì tức là quản lý ai có quyền gì cũng như là có thể làm được những gì trên cái project của chúng ta thì đây là cái mục này thì các bạn sẽ chọn cho mình cái là phần uh, service account. Thì uh, đối với thằng service account này này thì các bạn có thể đọc thêm thằng google này mình sẽ gửi một vài cái link cho các bạn ở cái phần miêu tả của video đó chính là mục đích của chúng ta tạo cái thằng servitor cao là chỉ để xác thực người dùng thôi thì để xác thực người dùng nhé nó cái phần servitor cao là dùng để xác thực người dùng giữa server và server tức là chúng ta sẽ không lên một cái pop -up gì đâu mà chúng ta gọi là triển khai giữa các server với nhau thì server thì nó không thể tự động click được nó phải do chúng ta gọi là lập trình cho nó vì vậy là chúng ta sẽ cần một cái thằng servitor cao thì các bạn có thể mình sẽ gửi cái link này ở phần mô tả để các bạn có thể đọc thêm những thông tin ở trên này thì nó viết rất chi là cụ thể ở đây thì nó viết thêm này các bước các bạn có thể tạo một cái thằng service account này rồi nó giải thích các khái niệm trên này thì các bạn sẽ đọc trên này nhé cái này khá là dài vì vậy là mình sẽ không không dành thời gian để mình hướng dẫn cái này nữa mà mình sẽ nhảy vào luôn là tạo như thế nào thì ở đây thì ở trên cái màn hình này nhé các bạn sẽ nhấn vào create service account này thì nó yêu cầu những gì các bạn có thể thấy là cái mục này một nó ghi là thằng service cao detail tức là các thông tin của thằng service cao thì đầu tiên chúng ta cần một cái tên. Ở đây thì mình sẽ là demo, mình sẽ đặt là demo nhé. Demo uh, một cái gọi là đây là ride uh, riding này, worksheet. Worksheet Eric, mình sẽ đặt tên như thế này. Các bạn hình dung là cái thằng service cao các bạn đặt tên như thế nào cũng được thì ở đây thì mình sẽ đặt một cái tên mà để mình có thể nhớ được rồi cái phần service account ID này nó tự động gen cho chúng ta thôi thì chúng ta không cần phải sửa cái này đâu các bạn đặt tên và các bạn sẽ đặt viết một vài miêu tả ở đây thì demo uh, API thì mình sẽ viết như thế này thì uh, sau khi các bạn điền ba cái thông hai thông tin này thôi còn cái cuối cùng này thì uh, mình nghĩ là nên để nguyên thôi để nó tự động gen cho chúng ta ở đây thì mình sẽ nhấn nút tạo thôi tạo luôn một cái thằng service account đấy các bạn thấy là mình đã tạo thành công nhé ngoài ra đến chúng ta đến mục thứ hai ấy, là những cái phần này là nó ghi là optional tức là chúng ta có thể làm hoặc không tức là phần 2 và phần phần ba này này Nó optional đây là cái phần phân quyền đấy thì chúng ta không cần phải đụng đến hai phần này đâu bởi vì là cái ứng dụng này chỉ có mình chúng ta sử dụng khi chúng ta đi làm trong công ty ấy, thì có khi là người ta sẽ phân quyền admin này rồi user này thì nó sẽ phân quyền ở đây thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào cái nút đăng cho mình nhé để chúng ta kết thúc phần này thì sau khi các bạn tạo thành công ấy Nó sẽ hiện tên của bạn ở đây Đầu tiên là cái email các bạn cần phải sử dụng này Đấy chính là cái tên email của cái thằng service account Nó có tên app của chúng ta Phần miêu tả này cũng như là key Thì ở đây nó ghi là no key Thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải generate Tức là chúng ta tạo ra một cái key Ở đây nhé để tạo ra một cái key Thì các bạn sẽ cần phải nhấn vào cái nút ba dấu chấm này Và chúng ta nhấn tạo key Thì cái tạo key dùng để làm gì Cái tạo key này nó dùng để xác định được là bạn là ai giống như là who I am ấy để phục vụ cho cái uh, ứng dụng của chúng ta chúng ta sẽ cần phải cái này thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải có client email thứ hai chúng ta cần phải có private key đó chính là hai yếu tố để thằng Google biết được bạn là ai đấy thì đây thì các bạn có thể thấy đây chính là cái email của mình sử dụng này ngoài ra thì mình có thằng uh, thằng sheet ID này mình có quần phần private key thì các bạn lưu ý cho mình nhé những cái thông tin này này, các bạn phải giữ bí mật này, các bạn đừng public ra ngoài. Nó mà public ra ngoài ấy thì các bạn sẽ gọi là các bạn bị chiếm dụng app ấy, tức là app của các bạn bị uh, sử dụng sai mục đích ấy. Thì uh, đôi khi là nó liên quan đến tiền bạc thì các bạn phải lưu ý điều này. Còn khi um, chúng ta làm app ấy thì những cái thông tin này thì không bao giờ chúng ta paste trực tiếp vào code như thế này mà chúng ta cần phải lưu thông tin vào cái file .env này, tức là file môi trường. Các bạn sẽ lấy thông tin trong cái file này ra. Thì ở đây thì để làm cho nhanh thì mình đang paste trực tiếp còn mình đã lưu ý với các bạn rồi nếu các bạn mà triển khai thực tế thì các bạn cần phải lưu vào file môi trường không bao giờ hát code như thế này ở đây thì mình sẽ sẽ tiếp tục cái làm bên này ở tại cái màn hình này thì các bạn sẽ chọn kiểu là JSON nhé chúng ta sẽ sử dụng cái cái type JSON này là nó rất chỉ là phổ biến chúng ta không chọn cái P12 này đâu chúng ta để mặc định và nhấn nút tạo này thì sau khi các bạn tạo ấy thì ngay lập tức ấy, nó sẽ nói là cái key này này Đã được lưu về máy tính của chúng ta Cái key này nó chỉ Gọi là nó chỉ generate đúng một lần thôi Nên các bạn phải lưu cái file này lại nhé Chúng ta đừng có xóa cái file này đi Thì sau khi các bạn tải được cái file JSON này về Thì mình sẽ nhấn show tất cả vào Và mình sẽ mở cái file này lên Thì giả dụ mình mở bằng cái Ở đây thì ví dụ mình mở bằng cái Notepad đi bởi vì mình không chắc là Các bạn có cài cái thằng Notepad cộng cộng hay không Thì mình mở bằng Mình hay dùng thằng Notepad cộng cộng cho nhanh thì ở đây thì nó không cho open with này. Mình sẽ chọn nó more app xem. Nó à đây có thằng thằng notepad này thì mình sẽ nở mở bằng notepad. Thì các bạn mở bằng notepad nhé thì nó sẽ ra như thế này. Đầu tiên thì nó sẽ ra cái project ID của các bạn này, các thông tin của các bạn này, private key này, client email cũng như là client ID. Những thông tin này các bạn giữ bí mật này. Thì mình làm cái video này mình public thì sau đấy mình xóa cái app của mình đi thì mình không sợ là app của mình bị ai dùng cả bởi vì cái app đấy sẽ không tồn tại nữa. Còn khi các bạn làm cho các bạn ấy thì các bạn sẽ cần phải lưu hai thông tin này lại. Thứ nhất đó chính là email của các bạn này, client email. Thứ hai là private key. Thì để bắt đầu nhá thì mình sẽ cần copy cái thông tin này. Thì các bạn sẽ làm giống mình này. Đầu tiên là copy cái phần client uh, client email của các bạn. Các bạn vào code của mình nhé Thì trước khi bắt đầu project này thì các bạn cần phải tải project của mình về thì project của mình mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video thì uh, client email mình sẽ thay vào đây thay vào đây đấy thứ nhất là mình đã thay thằng uh, client email này thứ hai là chúng ta cần phải có thằng private key thì uh, thằng private key nó như thế nào chúng ta sẽ copy từ đây nhé các bạn sẽ thấy là nó khá là dài đấy chúng ta sẽ kéo thôi các bạn sẽ thấy là có cái dấu xoạc n ở đây này rồi có dấu phẩy thì uh, có đơn giản hơn nhé thì các bạn sẽ kéo đến cuối cùng trước đi À, cái này nó tự động xuống dòng thì cái thằng notepad này nó hơi ngu mình hay dùng thằng notepad không cộng này các bạn có thể thấy là nếu mình nó chỉ ở trên một dòng duy nhất thôi còn cái thằng notepad của thằng notepad bình thường ấy đây thằng notepad bình thường thì nó tự động xuống dòng thì cái này là cái nhược điểm của các thằng đấy thì đây thì chúng ta chịu khó một chút à, mình sẽ copy cái này đây mình đã copy được rồi đấy mình copy như thế này copy từ cái dấu ngày um, gạch gạch gạch, gạch cho đến cái dấu cái, cái 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 cuối cùng này, nó sẽ có một cái kết thúc, các bạn sẽ thấy là cái xoang kết thúc này. Thì chúng ta vẫn để im thôi, chúng ta copy y nguyên. Quay lại cái project của chúng ta thì mình sẽ thay vào đây. Mình sẽ kéo xuống sang ngang này này, mình sẽ kéo từ uh, kéo ngược lại thì nó sẽ nhanh hơn và mình sẽ paste vào đây. Ok. Thì uh, mình đã paste thành công rồi và mình nhấn Ctrl S để cho nó lưu lại. Việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ cần phải tạo một cái thằng Google Sheet và chúng ta sẽ cần phải lấy được cái sheet ID thì ở đây nhá cũng tại cái cái tài khoản tức là chúng ta phải dùng chung một tài khoản nhé các bạn dùng chung một lần một tài khoản với cái tài khoản mà các bạn vừa tạo cái này này với cái project uh, service cao ấy các bạn dùng chung nhé các bạn dùng tài khoản khác là không được đâu chúng ta dùng tài khoản này 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 và chúng ta sẽ gọi là sử dụng cái word sheet đấy các bạn sẽ nhấn vào cái hình ba dấu chấm này chín dấu chấm chứ chúng ta sẽ chọn cái thằng sheet để chúng ta mở nhanh thằng word sheet online đấy các bạn thấy là nó ghi là Spread, uh, spread sheet này thì uh, ở đây thì đây là do lần đầu tiên mình dùng cái nick này thì nó sẽ có cái bảng thông báo này thì mình sẽ tắt đi thôi thì uh, để tạo nhanh một sheet nhá thì các bạn nhấn vào cái ô này blank tức là tạo một sheet trống thì uh, khi nhấn tạo một sheet trống ấy nó sẽ ra như thế này các bạn chờ một chút thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái đường link đường link như thế này thì ở đây thì mình sẽ đặt tên cái sheet của mình là eric này eric hỏi dân it này hỏi dân it đấy mình sẽ đặt tên cái sheet của mình như thế này để cho nó dễ phân biệt thôi Got it này, đây là nó giới thiệu cho mình thôi Thì à, mình sẽ copy cái đường link này trên URL đấy Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ copy ở giữa hai phần cái dấu cạch chéo này này Mình sẽ copy nhé, copy cái đường link này Chúng ta sẽ quay lại code của chúng ta Chúng ta sẽ paste vào đây, chúng ta sẽ thay thế cái sheet ID của mình Đấy các bạn paste vào đây Và nhấn Ctrl S để cho nó lưu lại Thì à, nếu mà đến bước này ấy, chúng ta vẫn chưa hoàn thiện đâu Chúng ta phải thêm một bước nữa Đó chính là chúng ta phải share cái sheet này ra tức là chúng ta phải share share cho app của chúng ta thì ở đây nhé các bạn lưu ý một điều nữa này chúng ta không share cái cái link để access tức là cái quyền truy cập vào cái file này online mà chúng ta sẽ sẽ làm gì chúng ta sẽ cần phải thêm người vào đây thêm người vào đây chúng ta không bao giờ gọi là chúng ta share cái link này public ra bên ngoài mà chúng ta sẽ thêm người vào đây thì thêm ai chúng ta sẽ thêm cái email của chúng ta tức là thêm cái service cao này này bạn sẽ copy cái service cao này và các bạn sẽ vào đây chúng ta sẽ thêm người vào group này và chúng ta nhấn đăng một cái thì uh, khi khi các bạn nhấn như vậy thì chúng ta sẽ click lại cái nút share này thì các bạn có thể thấy là got it này uh, ở đây thì uh, tại sao mà mình nhấn thêm người rồi đây chúng ta cần phải nhấn nút chọn này nữa đấy thì các bạn có thể thấy là quyền của chúng ta thêm vào đó chính là edit thì uh, chúng ta bắt buộc phải thêm quyền edit nhé thì nó mới có có quyền sửa cái của chúng ta Chúng ta không thể là thêm quyền viewer Tức là chỉ xem hay là commenter Tức là người comment Thì chúng ta sẽ là như thế này Và chúng ta nhấn nút send đi Để cho nó gửi một cái email Đến cái kia Đến cái mà tài khoản của chúng ta Tuy nhiên là chúng ta không phải check email đâu Ở đây các bạn cần thêm một bước nữa Đó chính là chúng ta cần phải tạo tiêu đề Tiêu đề cho cái file sheet của chúng ta Thì uh, tiêu đề là gì Mình sẽ copy cái tên tiêu đề này thôi Chúng ta sẽ cần bốn uh, uh, cái tiêu đề đầu tiên này Thì uh, tại sao chúng ta lại cần tiêu đề này bởi vì là trong cốt của chúng ta ấy chúng ta mặc định của mình như này mình đang chạy theo các tiêu đề đây tức là tiêu đề các bạn đặt như thế nào thì bên trong ấy các bạn phải có tiêu đề tức là thằng google sheet ấy, nó không thông minh được là nó điền từ đầu đâu nó phải biết được là cái dữ liệu này nó điền vào cái cột nào các bạn hình dung như là những cái tiêu đề của chúng ta ở đây chính là tên của các cột thì nó mới hiểu được thì sau khi chúng ta đã tạo được một cái google sheet như thế này chúng ta cần phải điền tên vào đây cũng như chúng ta đã share share với cái tài khoản uh, tài khoản Google account service của chúng ta thì chúng ta mới tiến hành chạy code của project của chúng ta này thì ở đây thì project của mình đã chạy trên cổng 8080 này thì bây giờ mình sẽ reload lại cái cái trang này nếu mà chạy thành công ấy bên cái sheet này của mình nó sẽ thêm data vào đây nhé thì uh, mình sẽ reload cái này lại này mình uh, reload xem nó có ra gì không nào đấy reload nó không qua ra cái lỗi gì này mình check code này nó không hiển thị một cái gì dưới phần console này nhé và mình sẽ check bên này. Đấy các bạn thấy chưa? Thì như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn thành công cách ghi dữ liệu vào cái file Google Sheet online. Thì cái phần này chúng ta sẽ áp dụng cho cái con bot của chúng ta. Nhiệm vụ của các bạn trong video này chỉ đơn giản là các bạn sẽ tải cái project này về cũng như các bạn test local xem xem là cái cái việc các bạn chạy local nó đã thành công hay chưa nếu đã thành công thì các bạn có thể chuyển chuyển qua video tiếp theo của mình đó chính là gọi là chúng ta hoàn thiện tiếp tính năng đặt bàn cho chatbot còn nếu như ở đây nhé nếu mà mình reload lại một lần nữa này mình reload lại một lần nữa thì nó sẽ tự động thêm tiếp một hình một dòng nữa thì các bạn hình dung nhé mỗi một lần mà chúng ta chạy ứng dụng của chúng ta thì nó sẽ tự động thêm một cái row một cái row nữa vào đây thì nó tương tự như vậy thì ở đây đang là 9 giờ 47 này mình sẽ chờ một chút nữa cho nó sang 9 giờ 48 này thì đây thì nó sẽ hiện là 9:48 cho các bạn xem này mình đang lấy thời gian theo current date tức là thời gian hiện tại này mình sẽ reload lại cái này này thì các bạn sẽ thấy đấy các bạn thấy chưa như vậy là ba cái ba cái này này nó ghi vào ba thời gian khác nhau đấy thì uh, như vậy trong video này mình đã hướng dẫn các bạn thành công cách ghi dữ liệu vào file excel với thằng google service account nếu như các bạn gặp bất kỳ uh, lỗi nào cũng như có điều gì vướng mắc thì các bạn đừng ngần ngại chứ comment bên dưới video này để cho mình biết còn nếu như các bạn muốn video ra nhanh cũng như là có thêm nhiều video hữu ích các bạn đừng ngần ngại uh, subscribe channel của mình đây chính là động lực cho mình ra các video tiếp theo nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích đừng quên like share cũng như bình luận bên dưới video nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo